Rồi, hello chào anh em ha. Thì nhiều anh em đợt trước á thì mình có nói là mình sẽ lên cái cổ 32 cho con 57 FI này, nói chung là zin của 150. Thì đợt trước là mình đi cái cổ 27 ra 32 đúng không anh em? Có nghĩa là khúc này 32 này. Rồi từ cái khúc từ trên cổ này xuống nó chạy ra 27 này. Thì bây giờ mình đã thay lên cổ 32 rồi. Nói chung là từ khúc này là vẫn là bô zin của 135 bốn số nha. Mình không có thay cái chế cháo hay là mình móc cái tiêu gì đâu. Tổ ong thì nó vẫn zin thôi. Đó. Thì cái cổ này mình có cảm giác là nó sẽ thoáng hơn cái thằng 27 ra 32. Và nhiều anh em hỏi mình á là khi mà mình lên full cấu hình của 57 FI zin của 150 này có bị hụp không? Thì mình nói anh em là không hụp nha, không hụp bất kỳ một ga nào hết. Thì để chứng minh thì mình sẽ chạy cho anh em coi, chạy từ ga thấp đến ga cao, từ số 1 đến số 4. Đó, nói chung là thử bất kỳ ga nào luôn. Và một cái xe mà nó hụp nó dễ biết lắm anh em. Có nghĩa là từ thường thường á, nếu mà anh em lên 57 FI zin mà đi sai đồ á, là đảm bảo thường thường nó sẽ hợp ở ga đầu. Còn ga giữa, ga đuôi trở đi là nó rất là khỏe, nó rất là chạy, nó rất là mượt. Đó, nếu mà mình đi sai đồ là nó sẽ hợp ở ga thấp nha. Ga số 1, số 2, số 1, số 2, rồi ga 1/4 ống ga, 1/3 ống ga đổ về trước ha. Thì nó sẽ hợp nhẹ ở khoảng đó, rồi bắt đầu nó có lướt qua. Thì và cái bô 32, cổ 32 này, mình cũng đang đi rất là thoáng. Rồi, thì bây giờ hiện tại là mình sẽ nổ máy và mình test từng cái tua máy cho anh em xem. Hiện tại là xe mình đang đi là cái nồi zin nha. Mình mới về cái nồi R15V3. Nói chung là mình đi cái nồi R15V3 cũng được khoảng cỡ mấy chục cây rồi. Mình gỡ ra, mình gắn cái nồi zin. Tại vì nó có một vài vấn đề nhỏ mình cần phải fix lại ở cái nồi R15V3. Rồi bắt đầu mình sẽ gắn lại cái nồi R15V3 ha. Rồi mình làm, rồi mình đi tua. Cái đấy về phần nồi thì mình sẽ nói sau đi. Bây giờ mình sẽ nói chủ yếu tập trung về cái FI mà nó bị hụp. Thì anh em hỏi là tại sao FI nó lại bị hụp. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem có hụp hay không. Và khi á, anh em nhớ một chút mình điều khi mà mình lên mình đi ECU zin của ECU zin của E150 á, anh em nên đi những cái đồ của zin của E150 hết. Thì đi những cái đồ zin như vậy á, thì nó mới đúng với lại thằng ECU. Nói vậy rất là đơn giản. Còn anh em đi, ví dụ như anh em đi kim full lớn, hoặc anh em đi lòng 135, nói chung đi lòng 135 vẫn được, mình hạ kim vẫn được, nhưng mà đảm bảo chắc chắn luôn nó sẽ không ngon bằng hàng 150 ha. Thậm chí nếu mà mình đi sai đồ nhiều khi nó còn hao xăng hơn nữa. Thì hiện tại xe mình đã test cho anh em coi đầy bình xăng này, mình đi hơn 200 cây nha. Đi hơn 200 cây có nghĩa là mình đang đi nhôm sinh đĩa là 15-38. Nếu mà mình về 37, tại vì 38 mình thấy cái xe vẫn còn dư máy, khi mà mình về 37 cái xe nó chạy còn đỡ hao xăng hơn nữa. Thì khoảng cỡ thành phố thì khoảng cỡ 51 cây lít. Còn nếu mà đường trường đi tour thì khoảng cỡ 54, 55, 56 tầm đó. Đó, tùy cách chạy mỗi người. Thì bây giờ mình sẽ test không tải nha. Mình test không tải rồi mình test có tải cho anh em xem từ ga thấp đến ga cao. Đây. Để mình đè sát vô ha. Đây, bây giờ mình sẽ để ga nhỏ mình nẹt lên cho anh em nghe nha. Tại mình đang để cái kia trong nhà á, nó chả néo chung bà cố nội luôn. Nè, mình để cái thấp bắt đầu mình vặn lên nè. Mình để cho nó ganti á, xong bắt đầu mình vặn lên hết ga. Nè, nhìn nè, mình vặn hết ga nè. Đây anh em, bây giờ mình sẽ để ganti nè. Mình vặn phải vặn kiểu này nè. Vặn kiểu bố láo nè. Đó, thấy không, nó lên nó không hụp nha. Bình thường nếu mà xe nó bị hụp ở ga đầu á, mình vặn gấp lên là nó bị hụp nhẹ cái bắt đầu nó mới lên. Nè, mình vặn nè. Giờ náo chung bà cố nội luôn. Đó, để gan, phải để ganti nha, chứ đừng để cho nó tu máy nó có chớn. Nó để ganti này mình vặn nè. Thấy không? Rồi, tới tiết mục mà mớm ga.
mà để xét lại nha. Rồi, hello chào anh em ha. Thì bây giờ tiếp tục mình sẽ test cho anh em coi là cái xe nó có bị hụp không nha. Thực sự là mình nói với anh em luôn là xe mình nó không có hụp ở ga nào hết. Và mà test kiểu này quay đồ các kiểu thì thực sự là không có chi tiết lắm, không chi tiết rõ để chứng minh được cái xe mình nó bị hụp. Nhưng mà bây giờ mình cứ chạy thử cho anh em coi đi. Chạy thử rồi vặn ga test ở các kiểu này. Bây giờ mình đây, bây giờ mình sẽ test ở ga thấp này. Anh em thấy không? Đây. Cái đèn nó rung ghê. Mình cái xe mình là áo, xe mình mới đi biển vậy nha anh em. Nói chung là muối tùm lum, nước biển răng lên muối tùm lum á. Mình nói chung là xe mình đi là mình test nét thôi mà, nét test các kiểu luôn. Test khi nào mà nói chung là để cày bừa ha. Này mình đi ga thấp này, anh em thấy không? Này mình đi ga thấp này, nó cứ bình thường đó, thấy không? Này bây giờ mình vặn mớm cái ga lên nè. Đó, anh em thấy không? Thấy không? Nó lên liền. FA nó lên liền. Cho dù mình vặn gấp cỡ nào gấp, nó không bao giờ nó bị hụp được anh em. Nếu mà mình đi đúng đồ, cứ đúng đồ zin của 150 á, mà mình đi ECU á, đó, thì nó không hụp. Cái đèn nó kêu vậy ta. Bây giờ mình đang đi số, cái này nó không có số anh em. Này số mo này. Hiện tại là mình đang đi cái nồi zin của xe 135 4 số luôn nha. Với lại mình thấy cái côn này nó nhẹ anh em, cái côn rất là nhẹ đi. Nếu mà cái nồi zin này á mà mình đi tour nó phê lắm nha. Đi tour rồi cộng với cấu hình 57 FE zin này này. Đi rất là đã luôn. Đi cực kỳ phê luôn. Vừa nhẹ này, vừa tiết kiệm này, vừa êm này. Đó, không đi nó không có mệt người, đi nó không có mệt, giống như nói chung đi xe độ tất nhiên là nó phải mạnh hơn xe độ. Nói chung mình đi ECU zin hay 62 đồ á, đi 57 mà đi ECU mà tuning á thì tất nhiên nó sẽ mạnh, nó sẽ lực. Còn đi với xe zin này nó êm lắm, nó êm ru à. Mình đang đi nhất nhất ra nha. Với lại cái nồi zin mình mới về lại cái nồi nồi gì từ nồi chống trượt rồi mình về lại cái nồi zin. Tại mình đi cái nồi chống trượt, cái côn nó cứng hơn thằng nồi zin nha anh em. Này bây giờ mình test tiếp này, test tiếp ở ga thấp. Cái nồi bỏ qua bên đi, mình sẽ nói sau ở cái nồi. Đó, mình đi này. Đâu rồi, đây số 4 này, đây số 3 này. Số 3 đi ga thấp nó sẽ giật, côn nó phải vậy thôi. Này đi số 2 này, đi số 2 đi thấp này, đi 10 km/h này, 11 này. Này anh em thấy không? Anh em mình đi thấp không? Anh em thấy không? Đi tour 1.500 nha. Này. Giờ mình lên này, lên xíu này. Quan trọng nhất là cái tour 2.000 này này, nó phải hụp là thường thường nó sẽ hụp tour 2.000 2.500 này. Tại vì mình làm mình biết, mình làm mình động web y là mình biết. Anh em thấy không? Vẫn vậy à. Vặn lên này, bây giờ mình bị hộp. Đó. 2.000, bây giờ 2.500 thôi nè, hơn xíu này. Nè mình ngâm 2.500 này, 2.500 nha. Tại vì gió đây hơi bị gió anh em, đây hơi gió. Hiện tại là mình đang ở Long Khánh, Đồng Nai nha anh em. Cái dàn néo nó kêu ghê thế ta. Cái đèn chứ.
không, nhưng mà mình vặn gấp nó sẽ lên từ từ đó. Bây giờ mình đi hướng này chứ, hướng này. Tốn nó sức, tốn mất thời gian, tốn tiền nữa, nhưng mà bù lại với anh em, bù lại chạy rất là ngon. Và mình nói với anh em luôn là mình không bao giờ về zin, mình sẽ để FI này mình, nếu mà có đi làm đồ á mà mình về zin á là mình sẽ về zin của 57 FI thôi, còn lại mình không có về zin 105 nha, không về răng cơ zin 105 đó. Mình sẽ để vậy đi, đến khi nào tàn thôi mình sửa lại mình đi tiếp đó. Tại vì cái xác này nó nhẹ, chạy rất là nhẹ luôn. Ở đây mình không có khen mình hay là mình làm. Những anh em nào mà đang đi cấu hình này á, anh em có thể để lại comment bên dưới. Mình cùng chia sẻ quan điểm, có phải giống mình không ha? Mình thấy nhiều anh em đi rất là giống mình rồi. Nói chung là cũng cùng sở thích giống nhau về 57 FPG này này. Mình đi rất là sướng. Đang ở Đồng Nai, tại vì cái đường Đồng Nai á, nó phẳng, nó không có gồ ghề như là đường Sài Gòn, nên mình test xe ở ga đầu á, đó mình test nè, mình chậm nè, mình đi số mấy ta, à, đi số 3 đó, mình đi số 3, mình đi ga thấp này, anh em thấy không, mình đi tour 2 ngày này, anh em thấy chưa, nó không hụp, nếu mà nó hụp cái xe nó giật là biết liền à, trên mà camera chắc chắn là biết liền. Số 3 nha. Số 3 tour 2000 18 19. Chung một km này nó không chính xác đâu. Đó mình đi ga thấp luôn nè, cho anh em coi thấy chưa? Đó chạy rất là nhẹ nha anh em. Nào bây giờ mình vặn ga thấp ga lên để số 3 mình thấp ga lên cho anh em coi luôn nè. Đi tour mà chạy ở cái tốc độ này rất là đã anh em, rất là êm. Anh em, giờ mình sẽ ngâm cái tour 3000 cho anh em coi ha. Ngâm cái tour 3000 hoặc 3000 hơn. 3000 đến 4000 nha. Mình nói là 2000, 2500 rồi. Nè, mình ngâm cho anh em coi.
bây giờ xe mình đứng im đúng không, mình sẽ để ba cho anh em coi này, này nhà đó nè, nhà số đó nè, đó xe nó chồm tới nè, thấy không anh em, thấy không xe nó chồm tới nè, đó bắt đầu mình lên ga nè. Dùng ghê đó anh em thấy không, nhà mình vặn lên nữa nè, thấy chưa, đó từ ga đầu đến ga đuôi mình nói rất là ngọt, nó có hậu nữa. Hậu thì chắc mình không dám test nhiều đâu, tại lâu lâu đừng trúng trống mà mình làm một cái thôi. Đấy, xe này hậu cũng chẳng ba nó ghê lắm, mình không có dám chạy, chạy ga cuối cái 150 này nó còn không đủ nữa, khi mà anh em lên 62 chạy không nổi, chạy không hết được 62 đó. Cái chàng ba nó ghê lắm, nó chạy nó lắc luôn. Đó. Giống như kiểu là nó không chịu đâu, không chịu đâu á. Đó. Đó. Nó chạy kiểu này thì thua luôn. Xe mà chàng ba mà thua luôn. Lắc ghê lắm, nên có thể là mình khi nào mình về coi mình lên phục được có thì mình test ga cuối cho anh em coi, còn không thôi hoặc là test trên bàn dyno để về cây dinh dinh nữa, mình chạy qua dyno mình xem xăng gió cho anh em coi nó thực tế hơn, mình nghĩ là nó sẽ thực tế hơn trên bàn dyno ha. Đó kiểm rồi thì nói chung chủ yếu là mình chỉ test cho anh em coi là xe mình chứng minh là xe mình nó không có hộp đó, anh em hỏi là có nó hộp không, thực sự là mình không, xe mình không có hộp, còn anh em xem anh em đang hộp á, thường thường là xe anh em đi sai đồ thôi hoặc là đi không đúng với lại thiết kế, giống như giờ mình đã chia sẻ hết rồi, xe mình nó có cái gì là mình đi hết, mình đã chia sẻ hết trên kênh rồi, trên clip rồi, thì anh em cứ coi lại là anh em biết đang đi đồ gì đó. Bô engine này cắt lưới sắt rồi, cổ 32 bô engine của 4 số rồi, có gì nữa, full 150 từ đầu đuôi luôn, từ ECU đồ các thứ luôn, full hết đó, chỉ có nhôm sinh đĩa với lại mắt đọc á, là mình đi ở cái răng nó khác thôi. Nhôm sinh đĩa thì mình đi 15 38 ha. Cái nồi zin thì mình thấy 15 38 ổn nha, chứ khi mà mình nó vẫn ổn nha, nhưng mà nếu mà mình nghĩ đi 39 xe dư máy, anh em đi 38 ổn, 38 hoặc nếu có 37 đi thử 37 xem sao. Còn khi mà bữa mình lên cái nồi của cái nồi chống trượt á, mình thấy cái ga cuối nó mạnh lắm nha, mình nghĩ cái đi khi mình đi cái nồi chống trượt mình nghĩ là mình phải lên về 37 hạ 37 thêm một răng nữa thì nó mới đi tour, nó mới êm được, kể cả đi thành phố luôn đó. Để khi nào mình lên cái chống trượt thì mình làm hết từ đầu đến đuôi cho anh em coi, mình còn đang phứt lại cái nồi chống trượt thôi, chứ chống trượt mình thấy đi rất là ok, cũng ok đó. Để mình phứt lại một vài lỗ nữa ha, một vài cái ưu khuyết điểm để nó phù hợp với cho cái xe này hơn. Rồi nè, mình để số 4 nè, mình để số 4 mình vặn cho anh em coi luôn nha. Nãy là số 1, số 2, số 3 đúng không? Bây giờ tới số 4 nè. Nè, mình kiếm số 4 nè, để qua cái này đi. Mình kiếm số 4 nè, nó ổn ổn nè. Bây giờ mình vặn nè, anh em coi nè. Thấy hợp không? Cái số 4 nó phù hợp đi đã. Là đây mình
đi cái số 4 mình đi xe côn, làm xe côn là mình đi số cuối là mình phải cái phù hợp tốc độ với nó. Rồi này số 20 này, số 4 tầm 20 này, 20 là ổn, 22 để coi mình đi cái tốc độ nào mà cái xe điện không bị giật đó. Đó 25. Rồi bây giờ bắt đầu mình vặn cho anh em con này, để mình hạ về xíu cho anh em con này, cho em con này nghe lại kỹ nha, vặn lên này. Mình không nói, mình nói thì chứ anh em lên cái nồi mà chống trượt đó, nó còn lao ác nữa. Tại vì mình đã thử ra cuối của cái nồi chống trượt rồi à, nó lao hơi bị ghê luôn á. Nó lao mà mình cảm giác nó dư máy luôn đó nha. Đó. Rồi anh em thấy chưa. Thì mình cũng đã chia sẻ hết với anh em về cái vấn đề mà lên FI nó bị hộp rồi. Hiện tại là mình đang đi cổ 32 rất là thoáng anh em. Nếu mà anh em lên cấu hình giống mình khuyên em nên lên cổ 32 hơn là cổ 27-32. Tại vì mình khi mà mình lên cái cổ 32 này á, cái thứ nhất nó không hộp là ok. Ok ha. Cái thứ nhất không hộp là ok rồi. Cái thứ hai á là nó phải mượt. Cái thứ ba phải đảm bảo với mình là tiết kiệm nhiên liệu. Đó thì ba cái thứ này khi mà mình lên một cái cổ á, mình cổ mới á, mình cái thứ tư á chạy là nó thoáng máy, nó nhẹ hơn. Đó là bốn thứ này. Thì bốn thứ này cộng lại mình ưu tiên cái cổ 32 hơn. Đó, tại vì cái cổ 27-32 á nó mình cảm giác nó bí cái xe hơn. Nó khi mà nó bí cái xe á, cái nồi anh em nghe rất là rộng nha. Cái nồi của anh em á nó rộng một phần cũng là do cái bô, tại vì cái dàn hơi nó bị giữ lại, nó cần phải giữ lại thì nó mới đảm bảo được cho mình là cái averaging, cái đấy gọi là gì nhỉ, cái tiếng Anh là mình không có rõ, nhớ rõ lắm. Mình nó phải giữ lại để giữ được cái áp suất khí thải, để nó giữ được cái nhiên liệu khi mà nó vô á, cái hào hạt khí khi mà nó vô vùng đốt nó không bị thoát ra ngoài, thoát tuột ra ngoài luôn. Đó thì khi mà nó giữ như vậy á, nó làm cho cái lực của cái cây gen của mình á, nó sẽ bị có nghĩa là nó không, nó vẫn bị khựa lại nhẹ nha anh em, nó bị khựng lại nhẹ nhẹ nha, ý là mức độ là rất nhẹ, chứ không phải là mình lên ga xong mình nhẹ về. Đó, nhẹ về như vậy á thì cái cây dê mình nó sẽ giữ lại khựng lại, do là nó không có cái luồng oxy nó hút vô, khi không khí nó hút vô á, nên là nó phải giữ lại. Đó thì nói chung là nó cũng liên quan đến một phần cái nồi và cái bô liên quan đến nhau, giọng nồi ha. Rồi thì clip của mình nói chung là nói hết vấn đề mà hộp rồi. Rồi thì anh em có thắc mắc gì anh em có để lại comment bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em. Và những anh em nào đang đi bị hộp hay là bị sực nhẹ ở tour nào thì anh em để lại comment bên dưới, mình anh em liệt kê những cái món đồ mình đi ra để xem nó có phù hợp không, phù hợp với mình không. Thì mình thấy cái cấu hình này nó đang rất là phù hợp, rất là nhẹ, rất là ưu tiên, rất là tiết kiệm nha, rất là tối ưu chứ. Đó, và clip sau có thể là mình làm về nồi này, làm về xăng cơ. Mình sẽ về xăng cơ nha anh em, mình rất là muốn về xăng cơ, tại vì còn một vài clip vướng lại về FI mình chưa có làm thôi. Giờ nói chung là mình cũng làm xong rồi cho anh em coi về FI rồi, thì hết xăng cơ xong thì mình sẽ lên lại FI, chứ mình không có về zin nha. Nói chung là cái lòng 135 của mình á thì mình vẫn gì sao nhỉ, mình sẽ để lấy mình thử cho anh em coi về FI. Rồi xăng cơ chắc chắn là 135 bô xăng lửa chắc mình không làm đâu, tại vì cái bài đó nó yếu lắm. Không phải là mình chê đâu, nhưng mà mình thấy nó không có đáng để anh em bỏ cái túi tiền, bỏ công sức ra mình làm cái bài đó. Và mình đảm bảo với anh em luôn là những anh em nào đi xe zin mà muốn cho cái xe mình, nó có ý định là muốn cho xe mình nó nhẹ hơn, nó mạnh hơn chút á, mà nó êm hơn á, thì mình đảm bảo với anh em luôn là 57 FI, khi mà anh em ngồi lên cái con xe 57 FI zin giống mình này, mình đảm bảo anh em ghiền luôn. Kể cả mình nha, kể cả mình đây, mình ý là mình đang đặt mình dưới góc độ là
không biết gì về xe đi, nhưng mà khi mà mình chạy lên con xe zin á, mình cảm giác rất là yếu. Mình ở đây mình không có chê, nếu anh em đi cà phê đồ thì mình không nói nha, anh em muốn đi xe zin mình không nói, mình không nói những anh em như vậy. Mình ý ở đây mình muốn nói là những anh em đang có xe zin mà muốn đi đất xe nó mạnh hơn một xíu á, thì là 150 FP 57 FP 150 này này, đi zin này, nó êm, nó nhẹ, tiết kiệm, anh em đi rất là sướng, rất là thích. Khi mà mình đi bài này ấy, mình đảm bảo luôn anh em không muốn lên bất kỳ bài nào khác, cứ để bài này chạy hư thì bảo dưỡng, sửa bị cái vấn đề gì thì sửa thôi đó. Và khi mà mình lên 57 FI của 150 này ấy, tại vì cái đồ của 150 mình rất là thông dụng, rất là nhiều, rất là phổ biến, nên là khi mà mình có hư á, là mình rất là dễ thay thế, rất là dễ sửa đó. Cứ ví dụ hư chỗ nào sửa thôi, còn cái nào cần bảo dưỡng thì bảo dưỡng lại, hoặc cạo khói đồ các thứ ha. Còn hư lòng, bây giờ lòng rất là rẻ, lòng 1,1-1,2 một cái, 1,3 một cái đó, mình không nhớ chính xác giá bao nhiêu. Để mình quay lại thì lòng này cam cò đồ làm sao mà nó hư được, anh em đi nhớt nước đầy đủ, rất là đầy đủ luôn, không bao giờ mà nói anh em không bao giờ hư được. Để kể cả mình đi mình nói thì xe này mình chở sầu riêng, chở mít, chở đủ loại trái cây, mình đi cày, mình đi bừa tùm lum từ lưa hết, mình đi biển tùm lum hết, mà nói anh em không, rất là khó hư nếu mà mình đi bảo dưỡng nhớt nước kỹ thì rất là khó hư luôn nha. Đó, rất là êm, anh em đi bao tour luôn, Sài Gòn, Hà Nội, Nam Bắc đồ, leo đèo, leo núi, dốc các thứ, đó, vi vu. Đó thì vấn đề mình muốn chia sẻ thêm với anh em phải thôi. Đó, rồi thì cảm ơn anh em nha. Rồi chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em sau nha.